Thư. Đây là tác phẩm Quần Long Hội Tụ. Đây là một cái chậu trồng một cây vú sữa. Cây vú sữa anh cũng chạm khắc rồng. Trên cái chậu này thì anh cũng chạm rất là nhiều con rồng, cụ thể là 9 con rồng, gọi là Quần Long Hội Tụ. Còn cái kích thước của cái chậu thì nó phủ bì nó khoảng chừng 4 mét, cũng lớn nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này đó. Các nghệ nhân ở ngoài Huế vào á thì 4 đến 5 người làm rồng rã là khoảng một tháng mấy, gần 2 tháng, không nhớ chính xác nhưng mà gần 2 tháng. Rồi tất cả những cái nguyên liệu này cũng nhập từ ngoài Huế vào, những cái miễn sành, những cái rau, những cái phụ kiện đó là cũng nhập từ ngoài Huế vào. Vậy thì những sản phẩm này em thấy là có phải là mình làm gần như thủ công hết không anh Lộc? Tất cả mọi cái đều làm thủ công. Dạ, anh không biết là anh Lộc lấy ý tưởng từ đâu mà mình quyết định tạo ra một cái tác phẩm mà Quần Long Hội Tụ vậy ạ? Thì cái ý tưởng là năm nay là năm Giáp Thìn. Với cái mục tiêu đó thì mình lại muốn sản xuất cái gì mà liên quan tới rồng. Vô tình thì gặp một anh bạn bán chậu á, ảnh làm một cái chậu là siêu to khổng lồ luôn. Thì mình muốn là làm đắp cái miễn sành này nè, thủ công á, thợ ngoài Huế nó đắp rất là đẹp. Nên là mình mời thợ ngoài Huế vào đắp cho mình là 9 con rồng. Anh Lộc ơi, vậy thì anh có nghĩ rằng rồng là một trong những con linh vật mà mình khó tạo dáng thế nhất không anh? Đúng rồi, câu hỏi này của Minh Thư rất là hay. Có nghĩa là cái linh vật rồng thì nó là chỉ là trong truyền thuyết thôi. Yeah. Và nó có rất là nhiều phiên bản thì rất là khó làm. Mà mình làm sao cho đạt được một cái hồn để người ta nhìn vào người ta thấy đây là con rồng. Rồng thì nó rất là khó làm. Không chỉ riêng cái chậu mà em nhìn lên trên đó, em thấy là cái thân cây nè mình cũng tạo dáng rồng luôn anh Lộc ha. Đúng rồi, năm nay là năm rồng nên đặc biệt chú trọng vào những cái dáng thế, dáng cây rồng rồi đắp rồng. Vậy thì khi mà anh thực hiện cái tác phẩm này thì mình có gặp những cái khó khăn gì không anh Lộc? Gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ khó khăn đầu tiên là như tạo dáng của rồng trên cái cây á, thì điều đầu tiên là mình phải chọn phôi. Chọn phôi làm sao cho nó tương đối giống con rồng đã. Công đoạn kế tiếp là mình nuôi trồng nó, rồi sửa bẻ nó để làm sao cho cái bố cục nó hòa hợp. Rồi cái người tiêu dùng, những nghệ nhân khác nhìn vào người ta chấp nhận. Vậy thì với tác phẩm này cũng như là những cái tác phẩm khác mà mang hình dáng rồng á, thì anh muốn truyền tải những cái thông điệp nào đến với mọi người ạ? Mình muốn truyền đạt những cái tâm tư nguyện vọng của năm Giáp Thìn này. Bà con sẽ khá hơn, sẽ là như là linh vật rồng có thể là bay lên. Những năm 2023 thì là một năm quá khó khăn, thì mong muốn rằng trong năm Giáp Thìn 2024 này sẽ là khởi sắc hơn như con rồng vậy, để mà kinh tế mình nó sẽ đạt hơn năm vừa rồi. Vậy thì bên cạnh cái tác phẩm Quần Long Hội Tụ này thì mình còn cái tác phẩm dáng rồng nào độc đáo hơn mà anh Lộc muốn giới thiệu đến mọi người không anh? Ồ, còn rất là nhiều, nhưng mà đây có một cái tác phẩm rất đặc biệt, rất là tâm đắc của anh. Anh giới chín cuối đầu. Không biết là vì sao nó lại có một cái tên nghe độc đáo như vậy anh Lộc? Có một cái câu ngạn ngữ là sông sâu tĩnh lặng lúa chín cuối đầu. Dáng thế của nó giống như một cái bông lúa đang chịu nặng hạt đó. Thì nói lên cái sự khiêm tốn của một con người khi mà thành công rồi thì không được tự kiêu, tự cao. Dạ.
Anh Lộc ơi, cây me keo này á, nếu em nhớ không lầm thì hình như cây này là lúc trước anh đã tạo lũa rồi đúng không? Đúng rồi, cây này cách đây 5 năm anh đã tạo lũa cho nó. Riêng cái phần tạo lũa thì nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Như là Minh Thư thấy đó, phần sống và phần chết nó hòa quyện lẫn nhau. Và cái cây nó vẫn ra bông, ra trái, ra lá một cách là rất là mạnh mẽ. Cũng giống như con người ta vậy, trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ thì chúng ta vẫn cứ sống và vẫn đem được lại những cái tốt đẹp cho cuộc đời. Với cái tác phẩm này á, khi mà anh chạm khắc hình rồng nè, với cái dáng thế con rồng đang bay lên như vậy á, thì anh mất bao nhiêu nhân công và làm trong bao lâu thì mới hoàn thành ạ? Riêng cái thăng long này á, con rồng này á, thì 4 nghệ nhân và thực hiện trong vòng 15 ngày thì nó hoàn thành. Dạ, em cảm ơn anh Lộc nhiều, ngày hôm nay đã chia sẻ cho em những điều thú vị về cây kiểng cũng như là những cái tác phẩm dán rồng rất là độc đáo. Em chúc cho anh Lộc một năm mới sẽ thịnh vượng nè, ngày càng thành công hơn với niềm đam mê sinh vật cảnh độc đáo của mình anh Lộc nha. Rồi, cảm ơn Minh Thư rất là nhiều và anh cũng chúc Minh Thư. Đã có nói nhất chữ nhị tranh tam sành tứ kiển, và có lẽ so với ba thú chơi trên á, thì thú chơi cuối cùng có thể gọi là dễ dàng phổ biến hơn cả, bởi từ anh nông dân, người trí thức hay là người làm kinh doanh cũng có thể chơi, bởi vì chúng ta chỉ cần có mắt thẩm mỹ nè, sự sáng tạo, tình yêu thiên nhiên và niềm đam mê, thậm chí niềm đam mê này còn có thể giúp kiếm thêm thu nhập làm giàu chính đáng. Và ngày nay thú chơi bonsai cây kiểng ngày càng phát triển cũng giúp tạo ra một cái sân chơi hữu ích, vừa thỏa mãn niềm đam mê vừa giúp phát triển kinh tế từ niềm đam mê ấy. Hôm nay Minh Thư quả thật là rất là mãn nhãn với những tác phẩm cây kiểng mang dáng rồng độc đáo tại vườn bonsai Phúc Lộc. Nhân dịp năm mới thì Minh Thư mến chúc tất cả quý vị sẽ có một năm thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng.